Cái lá nó non nữa này. Nhưng mà hành mùa này ấy, nó mới mọc nên là hành cái cây nó còn ngắn lắm. Cái phần này thì dài nhưng mà cái lá nó ngắn lắm. Chào mọi người, bây giờ mình đang ở ngoài vườn và hôm nay bắt đầu sẽ làm vườn để trồng rau. Cuối tháng 3 là rất nhiều người ta sẽ làm vườn để trồng rau rồi. Nên là hôm nay mình sẽ ra ngoài vườn lấy cái phân bò, kiểu cái phân chuồng người ta chở đến vườn rồi. Hôm nay mình sẽ mang ra rải ở ngoài vườn này, xong là sẽ dọn vườn để chuẩn bị bắt đầu cày vườn để trồng rau nha. Đây là rau hôm trước mình gieo xong là gửi ở nhà chị Xoan này. Hơn một tháng rồi, bây giờ nó mới bắt đầu lớn lớn như thế này. Mình sẽ bỏ ra đây để trồng dặm vào đây. Kiểu giống như là mùa này nó vẫn lạnh ấy, thì ăn trước thôi. Còn rau ngoài vườn ấy thì chưa trồng. Đây là những cái đồ mang ra để chuẩn bị trồng rau ở đây. Hường nó mang đồ ra ăn đây này. Hôm trước mình trồng rau nó đã lớn như thế này rồi. Tại vì trồng ở trong nhà nên là nó cũng không được giống như trồng ở ngoài trời. Nó không lớn nhanh, với lại mùa này lạnh ấy, nên là nó lớn rất là chậm. Cải trắng thì lớn rồi, nhưng mà mấy cây hôm trước mình trồng ở bên này, cây rau mùi này ấy, nó yếu lắm. Tại vì lúc mình trồng nó còn non lắm ấy, nên là bây giờ nó yếu này. Rồi rau này đang lên rất là tốt rồi. Cái rau này ấy thì rất là ít bị chết. Cái rau xà lách ấy, mấy cây ở đây thì không được trồng, không được ấy nữa rồi. Ít nữa là mình sẽ làm giống, làm những cái cây giống của Việt Nam mình mang ra đây để trồng. Có khá nhiều, nhưng mà do lạnh nên là mình phải đậy cái giấy bóng như thế này để phơi nắng như thế này để cho nó ấm ấy, thì nó mới mọc nhanh. Không là mình để ở trong nhà rất lâu rồi nhưng mà nó không mọc. Cái này, cái hành này trồng từ năm ngoái rồi, nhổ lấy về để làm bánh hành được các nhỉ? Tại vì thi thoảng. Cái này là hành trồng từ năm ngoái rồi, từ tháng 8 năm ngoái rồi. Bây giờ thì nó đã được trải qua một mùa gọi là rét, một mùa đông ấy, thì nó đã bị tuyết phủ rất là nhiều, nhưng mà không chết. Đến bây giờ là ấy, là nó bắt đầu mọc này. Nhưng mà mình sẽ phải đào nó để cày vườn. Đào cẩn thận. Nó qua một mùa đông rồi nên là rễ nó dài lắm. Mà cây này bây giờ mà không nhổ ấy, để được ấy, thì nó sẽ to và nó phát triển tốt lắm. Rồi sau này mình có thể lấy cái gì nhờ, gọi là hành củ ấy. Cái này để làm pha xong rồi cho bôi chưng ngô vào ấy. Ngon mà, chị đang bảo mang về hôm nay sẽ làm kim chi hành. Nhà chị không có rau gì ăn, dạo này chẳng biết ăn rau gì cả. Nấu xong là mọi người không ăn lại bỏ đi. Làm cái món gì mới được, chứ không là nhà không có ai chịu ăn. Không có đồ ăn, không ăn, xong cứ suốt ngày kêu là không có rau ăn, không có gì để ăn, cứ dọn mâm ra là mấu cái cột rồi, phan chân rồi. Ăn nhiều quá nó vậy. Phải mua, phải làm món gì mới thì mọi người mới ăn, không là không chịu ăn đâu. Trời ơi. Mà đi chợ thì nó đắt nữa chứ, dạo này giá cả nó kiểu giống như là bậc thang nữa. Mà trên thời sự ngày nào cũng nói rồi, nhưng mà người ta không hạ được giá xuống. Lạm phát Hàn Quốc dạo này tăng cao lắm. Trời ơi, cái gì cũng ấy, cái gì cũng lên giá. Một quả táo 100.000. Xong à, hôm vừa rồi xem ở trên báo người ta bảo là Hàn Quốc là một trong những nước gì nhở, kiểu giống như phát triển ấy. Thế mà người dân cầm quả táo lên lại đặt xuống, phải cân nhắc giá cả để mua, tại vì nó đắt quá. Trời ơi, 8.000 một quả lê, 150.000 một quả lê, nói không ai nghe được. Một thùng lê 3 quả nó bán 24.000. Cái này tí nữa phải nhặt ở ruộng xong mới cầm về được. Tí nữa mình nhặt xong rồi cầm nó về. Nhưng mà hành bây giờ nó bắt đầu lên non này, tiếc quá không để được. Cái này mà để được thì tốt này, cái cây nó to. Năm nay mình phải trồng ra cái chỗ nào một góc bên cạnh ấy, một góc bên cạnh kia kìa, để kiểu giống khi mà cày vườn ấy thì mình có thể để lại nó được ấy. thì đến mùa xuân như thế này là sẽ được nhổ để ăn. Và cũng có hành giống nữa. Đất khô nhỉ, đất ở đây nó không tốt. Đất khô mà nhiều đất, nhiều sỏi. Người ta gọi là đất ăn chó ăn đá là ăn sỏi ấy. Ừ. Đấy, đã được thu hoạch hành. Thu hoạch hành đầu mùa xuân lại nhỉ. Ừ. Có một số cây như là hành, tỏi và cái củ hành ấy thì người ta sẽ trồng qua mùa đông, xong đến mùa xuân thì nó sẽ mọc lại. Hoặc là cái cây rau chân vịt, cải bó xôi ấy thì người ta cũng trồng vào năm trước, cuối năm trước, xong là đến mùa xuân nó ấm lên thì nó mọc thì nó sẽ nhanh hơn. Còn bây giờ mình mới trồng ấy thì lâu lắm, mấy tháng sau mới được ăn. Ồ, cái bụi nó to vãi này này. Công nhận to nhỉ. Mà nó non nữa chứ. Cái lá nó non, kia có một cây nữa này. Cái lá nó non nữa này. Nhưng mà hành mùa này ấy, nó mới mọc nên là hành, cái cây nó còn ngắn lắm. Cái phần này thì dài nhưng mà cái lá nó ngắn lắm. Không làm ruộng nữa mà lại làm ấy. Đam mê. Đi chơi, làm làm gì chị? Đam mê. Cuối tuần ra chơi thôi. Đam mê. Làm nó thích thôi, xong là chị em được gặp nhau. Nhỏ bạn em nó bảo là mai bà làm gì, bảo tôi đi ra ruộng nào. Bà bảo không đi ruộng nữa, bà lại đi à? Đam mê. Không đi nữa rồi ấy, nhưng mà cuối tuần này rảnh lại thích gặp nhau rồi này, thích ra lượn nào. Ừ thì đi thế cho nó thoải mái bạn. Rồi bây giờ đi đâu, làm gì có chỗ nào để tụ tập. Đi ra ngoài là tốn tiền nhiều quá, thêm giờ cũng không ngán đi rồi ấy. Chẳng có chỗ nào, chỉ cà phê thôi. Mà chị em mình thì lại không đam mê cà phê. Ừ, nhưng không phải bên này, ngán tiền nữa. Thật công nhận đi đâu cũng tốn tiền nhiều. Mà cũng chẳng có chỗ nào để chơi gần đây ấy. Ngay gần này chẳng có chỗ nào để chơi cả. Chơi nhiều nó cũng chán à. Ngày xưa thì còn hay đi kiểu giống nhà nó đi thò ấy, những cái trung tâm vui chơi ấy. Bây giờ thì con lớn rồi nó cũng không chịu đi nữa. Được nhiều nhỉ, bây giờ sẽ phải cắt cái này. Cắt bớt đi thôi, đừng cắt hết. Cắt bớt đi, cắt hết thì để nó không được lâu. Cắt bớt thế nào chị? Chị lấy cái kéo ra cho. Để em... Cắt này xong là tí mình sẽ phải nhặt nó sạch sẽ đi. Mùa này đi mua hành cũng đắt lắm. Nhà chị hôm trước định làm kim chi hành cho đi mua dưa chuột với hành, trời ơi. Nhìn xong là choáng luôn. 3 quả. 1.500 một quả. Ừ. Mà bé tí tẹo ấy. Tí nó về làm lại hành mua mực về làm bánh chiên mực hả, bánh hành mực hả? À. Cũng ngon mà hôm qua nhà chị làm bánh tôm rồi. Em ít ăn đồ chiên á, chồng em không ăn đồ chiên đâu. Ít ăn nên là ít nấu đồ chiên. Ừ. Cái rau này nó mọc qua mùa đông rồi nên là nhìn nó ấy nhỉ, nó mập mà cái rễ nó nhiều thế, rễ nó dài nữa. Cái này mà mình có chỗ mình trồng ấy, mình lại lấy về trồng xong là nó vẫn mọc lên mà. Công nhận hành sống dai ha. Ừ, hành sống dai, hành rồi hành tây nữa cũng sống dai lắm, tỏi mới dai. Trời ơi. Ừ, bóc cái cây nó trụi hết rồi nhưng mà mang đi trồng nó vẫn mọc. Em tí mà em về nó chiều nó bịt lên cho cháu. Nó là con đi, rồi bố con nó đi, mình về nó còn đi. Mà đang để xem là cháu nó đi không? Đi không đi thì em ở nhà em chuẩn bị đồ. Đóng thùng. Để đến kia xong là lấy một cái chậu khác nữa ra. Xong mình cũng đào cái chỗ này. Chỗ này thì nó không được tốt, nó cây nó nhỏ hơn. Nhưng mà mình cũng sẽ đào. Hành bây giờ đắt lắm nên là phải tiết kiệm nha. Cái gốc này hay cứ để nó lên chị. Không lên được đâu, ít nữa là cái máy nó sang là nó ấy hết à. Nó xa đến đây không được, nó bỏ cái chỗ này làm sao được. Ai trời, có mấy cây thôi nó không đáng để như thế đâu. Đây nó nhỏ đâu. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng ấy mà, nó cũng có vỏ. Cũng có vỏ mà. Ấy siêu thị nó còn một cân mười mấy nghìn đấy, phải khoảng hơn 200.000 tiền Việt đấy. Cũng không nhỏ lắm đâu, nghĩ là nhỏ thôi, tại vì mình nhặt cái chỗ, mình đào cái chỗ kia to rồi nên là nhìn chỗ này thấy nhỏ thôi chứ nó cũng không nhỏ lắm mà. Ăn được đây. Nhưng mà hơi phí một tí. Nếu như mà nó to hơn một chút đấy thì sẽ được nhiều hơn. Mình để lâu một tí nữa, khoảng 2 tuần nữa là nó sẽ to lên. Nhưng mà bây giờ không để được nữa. Trồng khoai tây đầu tiên, người ta lấy khoai tây về rồi đấy. Hôm nay đã được thu hoạch hành đầu mùa rồi đấy. Đầu mùa đấy. Ừ. Hành ra đông, này ra đông một cái là được thu hoạch. Mùa hè nó ngắn ở bên này, mùa hè gọi là mùa ấm ấy, nó ngắn lắm. Bây giờ ấm rồi nhưng mà đêm nó vẫn lạnh ấy, và gió nó đến thì trồng cây non nó vẫn bị chết nên là vẫn chưa trồng ngoài trời được. Những người ta có nhà màng ấy, nhà tỏi đúng không chị? Ừ, tỏi đấy. Tỏi cũng ấy đi để làm gì. Nhưng mà sao lại có cây tỏi ở đây nhỉ? Chắc là năm ngoái trồng xong là nó sót ở đây. Đây là mấy cái cây rau cải năm ngoái nó mọc cái đất ngồng lên. Này nó còn xốp hơn này. Nó xốp có dễ tổ hơn là kia nó rắn hơn một chút. Ở cái vườn này nó có nhiều sỏi nên là đất nó khô. Chị định trồng hành tím nữa nhưng mà còn chưa mua nữa. Hành tím Việt Nam mình ấy. Trồng hành tím để sau này lấy củ ấy. Củ muối hành này, gọi là dưa hành ấy, ngon lắm. Nhổ hết đi, xong là mình lấy cái chậu khác để nhặt nó vào, xong là mang ra chỗ râm để. Đi không? Để xem đã. Mùa này người ta bắt đầu trồng khoai tây đấy, ở Hàn Quốc là mùa xuân, trồng khoai tây đầu tiên. Năm ngoái mình trồng cũng còn mùa này sao ta? Khoai tây trồng muộn hơn một tí. Mang ra ngoài kia xong nhặt đi. Trời ơi, nóng quá. Cái này mới ấm chứ. Ấm nóng lưng. Mùa này cứ có mặt trời chiếu vào thì nóng thôi, còn ở trong râm ấy vẫn lạnh lắm. Đêm vẫn 1-2 độ C. Chưa? Nó có vướng gì đâu. Em đánh cái xe lên đằng trước một ít, xong là mình lấy cái phân kia ra vào ngoài ruộng để mà. Đánh xe lên xong là có cái lối đi sang đây này. À quên, không cầm cái ấy đi nè. Đánh xe lên đi, xong là lấy cái này về để chở. Ở đây có cái chở mà cần gì kéo. Đánh lên một đoạn thôi, khoảng 2 mét là được, có lối đi là được. Xong bây giờ mình sẽ lấy cái phân ở đây ra vãi ở ruộng. Được rồi đấy, được rồi đấy. Mấy cái này hôm trước ra buộc hết, xong là chuẩn bị hôm nào mang ra ngoài kia vứt này. Ở đây không được vứt rác, cái này không được đốt đâu, giấy bóng nhựa này. Phải mang đi vứt ở trên cái chỗ người ta xử lý rác nông nghiệp ấy, xử lý túi bóng ấy. Trời ơi, Hàn Quốc người ta quản lý mấy cái này chặt lắm. Bây giờ sẽ khiêng cái phân này mang ra ngoài vườn. Năm ngoái là 17 bao, định năm nay sẽ để khoảng 20 bao. Một bao là 20 cân nha mọi người. 20 bao thì vào khoảng 4 tạ phân bò. Cái phân này là phân của Bộ Nông nghiệp người ta chở đến này. Cứ tầm tháng 1, tháng 2 người ta sẽ chở đến để ở đây. Nhà nào có đất nông nghiệp ấy, đăng ký thì mới lấy được. Còn mình không có đất mình không lấy được đâu nha. Ai có đất thì mới đăng ký mới lấy được. Nhà mình thì trồng chơi chơi, không có đất nên là chỉ làm ké thôi. Không lấy được đất này, không đăng ký được đâu. Đăng ký thì nó sẽ rẻ hơn là mình mua ở ngoài siêu thị, ngoài quán. Rồi. Về đây. Lấy mấy bao chị? Một lần hả? 2 bao đi. Về đây. Nặng thế thì chị mới bảo em ra hộ chứ, nếu như mà một mình chị một lần 2 bao thế rồi. Năm ngoái chị làm một mình khó thế đấy. Hai người thì dễ hơn. Có để em đun ít không cần ấy đâu. Cái chỗ phẳng thì dễ đi. Đi thẳng đi. Ở chỗ phẳng thì dễ đi. Còn ở cái chỗ mà có luống rau ấy, khó đi lắm. Không dễ đâu. Một mình 20 bao cũng khó phết đấy. Không dễ đâu. Đấy, cho Hường tập thể dục. Ồ, đây là cái cây sắt. Ôi, đến đây thôi. Đây là cây sắt. Sắt bỏ vào cạnh này này. Sắt này không phải sắt của mình đâu. Làm cẩn thận nha, không làm rách cái dây bóng này là đền ốm đấy, không đùa đâu. Nhìn này thôi, đắt tiền phết đấy, mấy triệu cái nhà này đấy. Mấy triệu đó? Ừ. Của chị Soan bé tí thế kia mà còn hình như là đâu mấy trăm, gần 1 triệu hay là hơn 1 triệu gì đấy. Bỏ đấy xong rồi vắt. Bỏ đấy. Không cần rải đâu, cứ để đấy đã xong à. Khi nào làm xong thì ấy. Khi nào làm xong thì cắt ra. Nặng thế đấy. Nặng chứ sao không? 20 cân đấy. Hai chị em mình khiêng được 25 bao phân ra vứt ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ phải giải cái phân này ra để ngày mai ngày kia thì người ta sẽ cày vườn. Hạt giống. Quay gần hay là như nào? Quay tầm như thế là được, chị đang quay góc rộng là tầm thế là được. Cái này phải giải ra thì người ta mới ấy được, thì người ta mới cày cho mình, nếu không giải người ta không cày đâu. Cái kéo này nó bị dỉ rồi nên là nó không cắt được nữa. Ôi hôi quá. Phân bò đấy. Tí lấy cái cuốc giải cho nó đều đều mới ít nữa được. Hai bao này gần nhau quá. Cái phân này năm ngoái chị giải lên xong là chị để 1 tuần rồi chị mới trồng rau mà nó nóng nó vẫn chết. Chắc phải để 2-3 tuần. Để cả đống tí mình phải lấy cái cuốc ra để giải mới đâu, cứ để mặt đống này người ta cày nó không đều đâu. Mình giải hết phân ra như thế này rồi, xong là 1-2 ngày nữa người ta sẽ cào cho mình, thì lúc đấy mình sẽ phủ giấy bóng. Còn rải như thế này thì nó sẽ đều hơn. 25 bao phân mà được có từng này, nhìn nó rất là mỏng này, rải ra được có một ít như thế này. 25 bao thì nghĩ rất là nhiều, 5 tạ phân đấy, nhưng mà khi rải ra thì nhìn chẳng thấy đâu. Bây giờ là xong rồi, dọn mấy cái này nữa là sẽ đi về thôi.